Mới đây tại trường Trung học Cơ sở Lê Văn Tám đã diễn ra buổi sinh hoạt chủ đề Nhân ngày nói tiếng Anh và ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh của trường với 86 thành viên. Trong không gian thoáng đãng của ngôi trường mới, buổi sinh hoạt diễn ra với một câu chuyện được kể bằng tiếng Anh và tiếng Việt, nói về lòng nhân ái, biết chia sẻ giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Tiếp đó là những giai điệu tươi trẻ của bài hát Hello Việt Nam được dàn dựng và thể hiện bởi các thành viên trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Tất cả những tiết mục đã thu hút sự quan tâm tương tác của học sinh các khối lớp, khiến không khí buổi sinh hoạt thật sự lôi cuốn. Không dừng lại ở những buổi sinh hoạt chuyên đề như thế này, trong thời gian hoạt động, câu lạc bộ đã có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như ngày hội sáng tác báo tường và thuyết trình biểu diễn các bài hát, tham gia các cuộc thi giới thiệu về quê hương bằng các clip sử dụng 100% tiếng Anh. Thầy cô lúc này sẽ chủ trì với tư cách là người hướng dẫn đánh giá các buổi sinh hoạt, còn học sinh đóng vai trò MC, điều khiển, tự tương tác với nhau, thỏa sức phát huy năng khiếu, khả năng hùng biện. Cải thiện rất nhiều, nhất là khả năng giao tiếp, tại vì em được giao lưu với các bạn, được trao đổi rất là nhiều thứ về tiếng Anh trong câu lạc bộ. Và em nghĩ là khi mà mình học tiếng Anh thì điều quan trọng nhất là mình có thể hiểu được nhau nói gì, có thể giao tiếp được với nhau. Cho nên là nếu mà các bạn chưa có phát huy được khả năng tiếng Anh của mình thì các bạn hãy tham gia vào các cái cộng đồng nói tiếng Anh. Và cái quan trọng là mình không có ngại để sử dụng tiếng Anh và điều đó sẽ khiến mình cải thiện. Thì em nghĩ là khi mà khả năng tiếng Anh của mình tốt thì trong giờ học thì chúng ta có thể tự tin phát biểu những ý kiến của mình trước lớp, và sau này thì mình cũng có thể lựa chọn những cái công việc mà mình có thể làm việc với những đối tác nước ngoài, nó sẽ dễ dàng hơn cho mình. Khi mình học tiếng Anh thì mình có một điều quan trọng nhất là mình nên nghe thầy cô, và mình nên nghe thầy cô giảng bài và tìm hiểu những kỹ năng như là viết hay là đọc hiểu trước, xong sau đó mình mới tìm những môi trường tốt cho bản thân như là tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh của trường hay là giao tiếp với nước ngoài. Nếu mình có điều kiện thì mình có thể sẽ giúp mình tự tin hơn trong việc nói tiếng Anh và sẽ cải thiện kỹ năng đó hàng ngày. Và khi về nhà thì mình cũng có thể vào những cái trang web như là YouTube hay là Google, mình có thể luyện tập nói, bởi vì ở trên đó rất là nhiều cái trang mạng giúp chúng ta cải thiện kỹ năng nói của bản thân. Từ thực tế một số hạn chế của việc học ngoại ngữ hiện nay tại địa phương, khi người học phải tự tìm kiếm cơ hội để ứng dụng ngôn ngữ học được trên lớp, thì việc thành lập câu lạc bộ tiếng Anh tại các nhà trường hàng năm như thế này là phương pháp hiệu quả để giúp các em yêu thích bộ môn này có cơ hội nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, để các em có điều kiện rèn luyện tự tin hơn khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Anh. Không những thế, câu lạc bộ còn giúp gắn kết các thế hệ học sinh với nhau nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, chia sẻ những điều thú vị trong trải nghiệm ngoại khóa. Với thế hệ học sinh trước, thì các em bây giờ năng động hơn, tích cực hơn. Và các em thấy, nhìn thấy được các anh chị trong câu lạc bộ hoặc là các bạn vào câu lạc bộ thì các em cũng thích. Cho nên là các em cũng hầu như là hàng ngày trên trường, ví dụ mình đi, các thầy cô đi ngang. Ví dụ tôi đi ngang thì các em nói là hello teacher, thì sẽ dạng dĩ hơn rất là nhiều so với các thế hệ học sinh trước đây, là thấy mình là không dám sử dụng tiếng Anh. Rồi các em còn có thể nói chuyện được những cái vấn đề khác nữa, nếu như có thời gian mà gặp cô giáo ở trên trường mà có thể gặp nhau để nói thì các em vẫn dạng dĩ hơn. Cái việc tổ chức câu lạc bộ đã giúp học sinh rất là nhiều rồi. Cho nên sắp tới là theo cái định hướng của sở cũng như của bộ trước, sau đó sở là tổ chức cái ngày nói tiếng Anh. Tức là nếu điều kiện của trường có thể thì mỗi một tuần là tổ chức một ngày nói tiếng Anh ở trường. Rồi nhưng mà nếu mà trường chưa có quen lắm thì chúng ta có thể bắt đầu. Chúng tôi dự định là sẽ tổ chức ít nhất là trong một tháng sẽ có một ngày nói tiếng Anh. Và học sinh và giáo viên ở trường và có thể động viên luôn các thầy cô giáo khác ở trường nữa cũng tham gia với cái phong trào này. Thì có thể giao tiếp với nhau hàng ngày bằng tiếng Anh hoặc là có những cái câu chuyện nào đó. Và chúng tôi dự định là sẽ mỗi một lần tổ chức như vậy sẽ có một cái chủ đề, rồi cho các em có thể đi đến các lớp, rồi cái đội xung kích là trong câu lạc bộ nè, các em sẽ là nòng cốt, các em đi đến các lớp rồi các em sẽ tạo câu chuyện để nói tiếng Anh với các bạn, để giúp cho học sinh tất cả các lớp luôn có thể tham gia cùng với nhau luôn, chứ không phải chỉ riêng trong câu lạc bộ không. Thì như vậy thì cái phong trào nói tiếng Anh ở trường nó sẽ phát triển tốt hơn. Ra mắt các câu lạc bộ thì không khó, nhưng để duy trì hoạt động các câu lạc bộ nói chung và câu lạc bộ tiếng Anh nói riêng, đó là cả một đoạn đường dài.
được thực hiện qua các năm. Quá trình ấy phải đặc biệt chú ý đến việc thiết kế, sáng tạo các hình thức tổ chức cho phù hợp nhằm thu hút giữ chân học sinh. Song song đó, việc tạo nguồn kinh phí để duy trì và phát huy hết hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ tiếng Anh trong trường học cũng là vấn đề cần được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ của các cấp quản lý nhà trường và gia đình. Học tốt tiếng Anh nói riêng và ngôn ngữ nói chung sẽ mở ra vô vàn cơ hội cho thế hệ tương lai. Hello everyone, my name is Khánh Huy. I'm a student in class 9A9 at Lê Văn Tám Secondary School. In my leisure time, I enjoy listening to music most. The melodies of the songs help me entertain and reduce stress after school. Hi guys, I'm Yến Vy. I'm a student in class 9A9 at Lê Văn Tám Secondary School. In my leisure time, I enjoy watching YouTube channels such as BBC, TED, and other similar kinds that help me broaden my knowledge besides entertainment. Hello everyone, I'm Mukhan from class 9A9 and I'm currently at Lê Văn Tám Secondary School. My favorite after-school activity is playing video games with my friends because it helps me make new friends. Hello everyone, my name is Huỳnh Vy. I am a student in class 989 at Lê Văn Tám Secondary School. I am really interested in reading English books because it gives me a lot of knowledge and skills that I need to use in my life. And it also helps me improve my English vocabulary day by day. Today we're gonna share you about some beautiful places. Can you guess?